Ngày tháng 2, sau khi chạy xe bán tải trốn khỏi hiện trường 350 km, Nguyễn Đình Phong, 26 tuổi, Luân, 30 tuổi, Nguyễn Hoàng Duy Khương, 17 tuổi và Đào Minh Trúc, 31 tuổi, bị Cảnh sát Giao thông Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa bắt trên quốc lộ 1. Hiện các nghi can đã được di lý vào thành phố Hồ Chí Minh phục vụ điều tra. Trước đó, dạng sáng cùng ngày, 4 người cùng một số thanh niên đã mang dao tự chế ba chĩa hỗn chiến ở giao lộ Phạm Văn Đồng và Phan Văn Trị, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, một người bị thương chạy vào quán karaoke cách đó 50m cầu cứu và trốn ở lầu 1. Luân cùng đồng phạm đã xông vào quán karaoke tìm người nhưng bị ngăn cản nên đã chém nam thanh niên nhân viên tử vong, quản lý và một khách bị thương, cả 4 người sau đó lên xe bán tải bỏ trốn. Công an quận Bình Thạnh đã gửi thông tin màu xe, biển số và đặc điểm nhận dạng bốn nghi can cho trạm cảnh sát giao thông thị xã Ninh Hòa đề nghị phối hợp chặn bắt. Trạm đã cử một tổ mặc thường phục làm nhiệm vụ trinh sát trên quốc lộ 1 khi phát hiện chiếc Chevrolet màu đỏ. Cảnh sát đã triển khai lực lượng vây bắt lúc 13 giờ.